Đây là bản báo cáo hiện trường đầu tiên của cô. Cô làm tốt lắm. Cảm ơn sếp Cao. Mới chớp mắt cũng làm được mấy tháng rồi. Cảm thấy pháp chứng có thích hợp với cô không? Có dự định đổi nghề không? Không, em thích công việc này lắm. Em nghĩ cho dù thếp nói là em làm không tốt, em cũng không đi. Khó khăn lắm mới tìm được công việc mình thích. Dĩ nhiên em cố gắng làm, không làm cho anh thất vọng. Tốt, làm người quan trọng là tích cực. Em cũng biết anh thích loại người tích cực mà. À phải rồi sếp Cao à, tối nay tan sở sếp có rảnh không? Không, thật ra hôm nay em có hẹn với chị hai đi ăn cơm. Với lại em còn đặt chỗ trước mấy tuần rồi. Nhưng đột nhiên em có chút việc không thể đi được. Chị hai rất thích ăn những món ở nhà hàng này đó. Lần này không ăn, không biết chừng nào mới được đi ăn. Không thành vấn đề. Tôi cũng muốn ăn bữa cơm với chị cô. Thật sao? Ở đây nổi tiếng nhất là thịt bò Angus. Vậy à? Ừ. Vậy muốn ăn gì? Em muốn ăn phần sandwich cá. Món khai vị là salad trộn đi. Làm ơn. Cô này gọi món sandwich và salad trộn. À, còn tôi cho một phần canh bí đỏ và tôm nướng. Cảm ơn. Chẳng phải lúc trước anh thích ăn thịt bò Angus sao? Bây giờ anh ít ăn thịt bò lắm. Tại sao vậy? Bởi vì lâu nay trát dao ăn uống thanh đạm. Sau khi sống với cổ, anh cũng tập không ăn thịt bò nữa. Vậy sao? Bấy lâu không gặp, anh thay đổi khẩu vị mà em không biết. Phải, có nhiều thứ thay đổi rồi. Dạo này công việc bình thường chứ? Bình thường. Bệnh viện bên Mỹ có một dự án phục vụ cuối đời, muốn em về bển đảm nhiệm. Vậy sao? Vậy em dự định chừng nào về đó? Em vẫn chưa nhận lời. Hả? Sao vậy? Nói thật, em đang suy nghĩ có nên ở lại Hồng Kông hay không. Anh cứ tưởng là em về làm việc bên Mỹ rất vui vẻ chứ. Nếu chỉ nói về công việc, quả thật bên Mỹ có sự tự do rất lớn và có tính thỏa mãn lắm. Trái lại ở Hồng Kông, khóa phục vụ cuối đời này không được phổ cập cho lắm. Có thể là do xã hội của người Á Đông, làm việc luôn có nhiều trở ngại. Chẳng phải em thích thử thách bản thân sao? Đúng là có tính thử thách. Nhưng mà ngoại trừ công việc, ở đây có những người làm em muốn ở lại lắm. Nếu em hỏi ý kiến của anh, anh sẽ tán thành em về Mỹ. Em rời khỏi Hồng Kông gần 10 năm rồi. Những thay đổi trong 10 năm qua quả thật rất lớn. Dù là sự nghiệp hay là những mặt khác, cũng chưa chắc có thể phù hợp mong đợi của em. Đơn giản đến giống như thói quen ăn uống vậy, đã thay đổi hết rồi, có đúng không? Cũng phải. Xem ra em nên về Mỹ thích hợp hơn. Được. Vậy anh chúc sự nghiệp của em càng tiến xa hơn nữa. Không ngờ bao năm qua nơi này cũng không có gì thay đổi. Không khí vẫn trong lành, hoa vẫn thơm như vậy. Em còn nhớ lúc trước khi anh đưa em về, luôn chạy vài vòng cũng không muốn về. Anh còn nhớ không? Lúc trước em nói với anh, em nói lại cứ ước mơ của em là mang đôi hài thủy tinh. Sau đó đợi chú rể lái xe màu xanh đến đón em. Dĩ nhiên bây giờ em không mơ những chuyện đó nữa. Bởi vì em đã trưởng thành rồi. Con người trưởng thành suy nghĩ cũng khác hơn. Lúc trước em rất quý công việc và có lấy được người chồng tốt hay không. Tóm lại, tương lai và gia đình chính là tất cả hạnh phúc của em. Nhưng mà sau khi em làm phục vụ cuối đời thì em mới phát hiện hạnh phúc của người khác cũng có thể là hạnh phúc của mình. Khi em ra sức giúp đỡ người khác, mỗi một ngày em sống đều có ý nghĩa. Nghe em nói vậy, anh thấy rất yên tâm. Và cũng vui, vui lắm. Chúng ta lại về đến trước cửa nhà rồi. Đoạn phim đẹp của chúng ta cũng sẽ kết thúc tốt đẹp. Nhìn cái gì? Nhìn coi đang nhìn cái gì. Thật ra đến đây vô với tôi, hay là tôi đến đây để tìm người với anh? Sao cô biết tôi tìm được? Tôi làm nghề gì chứ? Anh đồng đề một cái là tôi đã biết rồi. Bà Đàm tin mắt thiệt nha. Dù sao cũng đã tới đây, tôi muốn biết cô Bon có ở đây không. Tôi đã hứa với dì Khanh, kéo nào cũng phải tìm đứa con gì cho chị. Tôi biết anh lo, cô sắp biến thành con của anh rồi đó.
Tôi làm sao có con lớn vậy chứ? Hôm nay may mắn lắm, con của anh đến rồi. Con khốn, mày dụ dỗ bồ tao hả mày? Cô lên cơn điên gì chứ? Gì chứ? À, bị điên rồi hả đồ bà chàng? Này số, anh có nhầm lẫn hay không vậy? Tôi chạy xô kiếm tiền cho anh, nhưng mà anh đi tán con khác à? Anh nói sao với tôi đây? Cái gì? Là cô bám cho tôi thôi. Người như cô 300 thấy mắt đó. Anh nói gì chứ? Dám đánh tôi hả? Nè, không lẽ anh định đánh phụ nữ sao? Liên quan gì tới mày thằng tôi? Nó đánh tao trước thôi. Đập mày bây giờ á. Có phải giở trò không? Hả? Madam, sếp, hai người quay lắm hả? Anh còn đi tán con đó hả? Tôi liều mạng với anh đó. Đánh ra đi. Anh Châu, em còn đuổi theo làm gì chứ? Liên quan gì đến anh chứ? Nhóc con à, anh Tâm chỉ muốn giúp cô thôi. Anh muốn giúp tôi cái gì? Anh đi tìm ảnh về giùm tôi đi. Một. Nè nè, có tin nóng hổi phát hiện lớn. Phát hiện lớn gì chứ? Muốn biết hả? Mời tôi ăn đi. Tin của cô đáng tin mà cô ăn cũng không sao. Tin nóng hổi của Madame có đáng tin không? Một tuần trà chiều mặc sức mà ăn. Tiểu Bình đạo Tâm Di gửi tin đặc biệt. Dựa theo tiết lộ của trợ lý bác sĩ cổ anh Ken, bây giờ Madame và bác sĩ cổ đang quen nhau. Sáng nay hai người còn cùng ăn sáng nữa đó. Quả nhiên là phát hiện lớn. Pháp y yêu thanh tra y như đóng phim vậy. Hèn chi dạo này tâm trạng của cổ vui như vậy, sau này chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn ha. Vừa ăn vừa nói đi, đưa tiền mua thức ăn cái đã. Tự nhiên đưa tiền làm gì chứ? Madame và bác sĩ cổ quen nhau, có phải tôi và cậu Thạc quen nhau đâu. Thì đó. Nhưng cô bánh bao nè. Tôi không thích ăn bánh bao. Nhìn cho cô ăn nè. Sếp à, Madame tìm chúng ta có việc làm kìa. Tình hình thế nào? Chính là ông Trương này báo án nói phát hiện thi thể. Ông Trương, ông có thể kể lại đã phát hiện thi thể như thế nào không? Mỗi buổi sáng tôi tập thái cực ở chỗ này nè. Lúc nãy tôi gặp một cô gái ở đây. Tôi nhận ra cổ. Cổ thường ra vào khu vực này lắm. Tôi thấy cổ kéo túi ni lông màu đỏ trắng xanh, có vẻ nặng lắm, nên tôi tốt bụng hỏi cổ có cần phụ hay không. Không ngờ vừa hỏi cổ đã hoảng hốt bỏ chạy. Tôi tò mò một chút nên mở túi ra coi thử, thì ra là cái xác, cho nên tôi mới gọi cảnh sát đó. Cảm ơn ông Trương. Cảm ơn ông đã báo cảnh sát. Tâm Di, lấy lại khai tường tận của ông Trương. Yes madam. Cô Thạc, cô Thắng, hai người dẫn thêm người đi xung quanh, hỏi bất cứ người nào gặp, không chừng có manh mối. Yes madam. Sếp Cao, thi thể ở bên kia, chúng ta đi coi thử đi. Đúng rồi. Đúng là cả thi thể nhét hết vô túi. Để bác sĩ cổ làm xong khám nghiệm hiện trường sơ bộ, chúng ta mới kiểm tra túi ni lông trắng đỏ xanh. Thông qua, em có thấy dấu kéo của túi trắng đỏ xanh không? Anh muốn tụi em kiểm tra chứ gì, không thành vấn đề. Thích thích. Có lẽ phần cổ đã bị giật cứng đập mạnh, vết thương vẫn còn màu đỏ bầm, chắc là đã gây ra trước khi chết không bao lâu. Không chừng có liên quan đến nguyên nhân chết. Không lẽ cậu đi đánh phụ nữ đi sao? Đi quay gì tới mày rồi tôi? Đã đánh tao trước mà. Đập mày bây giờ. Sao quen quá vậy? Bạn trai của Mai. Tâm Di, đưa ông Trương qua đây. Yes madam. Làm phiền ông. Ờ. Ông Trương, ông có thể mô tả lại cô gái hôm nay ông gặp như thế nào không? Cổ hả? Mái tóc dài, chiều cao cỡ này đây nè, trắng trẻo hồng hào, xinh đẹp lắm. Sao hả cô Thạc? Tôi lập tức cho người đến. Chuyện gì vậy? Cô Thạc nói phát hiện một cô gái ở dốc đồi, chưa biết sống chết. Tôi từ đó xem thử. Anh Thẩm, mọi người không qua bệnh đi. Yes madam. Dạ, thưa quan, em đi theo phụ luôn đi. Sếp à, bên này còn thở, nó còn cấp cứu đó. Bon. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2,
tiểu tử thần kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.